Hello mọi người, Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Anh Mi Game ơi, có con game ABC vừa ra trên mobile rác lắm, anh review đi ạ. Anh Mi Game ơi, dạo này có con game mobile XYZ kia quảng cáo xạo lìn lắm, anh review đi ạ. Anh Mi Game ơi, anh chơi thử con game mobile đi. Anh Mi Game ơi, anh Mi Game. Bánh mì bơ sữa đặc biệt Hummer 5.000 một ổ. Hummer, game như cái đờm hờ. Xóa game, tốn thời gian. Kể từ bao giờ mà game mobile lại trở nên rác hóa như thế này nhỉ? Rồi cũng kể từ bao giờ mà mình từ một đứa phân tích game lại thành lao công suốt ngày đi hốt rác game mobile cho anh em viewer thế này? Nhớ hồi xưa game mobile vui biết bao nhiêu, còn bây giờ thì... Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với thế giới game mobile chính là thông qua chiếc điện thoại cục gạch Nokia 1280 ném chó chết của mẹ tôi. Lý do cho tôi gọi game trên những chiếc điện thoại này là thời kỳ đồ đá vì mấy ông nhìn xem trông nó có khác gì mấy dụng cụ thô sơ của con người thời nguyên thủy không. Đây cũng chính là chiếc bàn phím cơ đầu tiên mà tôi được đụng tay vào trong cuộc đời game thủ của mình. Mấy đứa nhóc mới nhú bây giờ làm sao mà biết được cái cảm giác hai ngón tay liên tục bấm vào cái bàn phím vừa cứng vừa bé này của mấy chiếc điện thoại cục gạch ngày xưa được. Thời ấy tựa game được ưa thích nhất trên dòng Nokia cục gạch là rắn săn mồi, nhưng mà hồi ấy ông anh mất dạy của tôi lại gọi nó là game trung tình tìm trứng. Thật ra thì tôi cũng thấy nhìn nó giống con trung tình hơn là con rắn. Mà điện thoại cục gạch thì làm gì có kết nối internet, nên cũng đồng nghĩa với việc khái niệm game online cũng không tồn tại. Thế nhưng điều đó cũng không ngăn cản được niềm đam mê đua top ẩn sâu trong dòng máu game thủ của tôi. Thay vì đua server, tôi lại đi đua top trong xóm. Ở xóm tôi hồi ấy, bọn con nít không flexing trên Circle K, mà thay vào đó chúng tôi flexing với nhau bằng cách khoe kỷ lục điểm của mình trong rắn săn mồi. Ê mày, nhìn này, tao vừa đạt được 3.200 điểm trên rắn săn mồi. Giờ tao là đại bàng khu này. Tuy nhiên, game thời kỳ đồ đá không phải chỉ dừng lại ở những chiếc điện thoại cục gạch trắng đen. Chúng ta có một phiên bản được update lên mà tôi tạm gọi là game mobile thời kỳ đồ đá patch 2.0. Tại đây chúng ta vẫn có những chiếc điện thoại dây cui có khả năng chắn được bất kỳ loại sát thương từ súng đạn, nhưng không thể nào chắn được sát thương chuẩn từ Crash khi cô ấy từ chối lời tỏ tình của tôi lúc vào lớp 1. Ấy ơi, ăn kẹo không? Chị. Cũng vẫn là những chiếc điện thoại với bàn phím cơ gõ cạch cạch đau cả đầu ngón tay. Thế nhưng điều quan trọng là những chiếc điện thoại này đã có màu và có thể kết nối mạng. Và điểm nổi bật của phiên bản cập nhật 2.0 chính là kho game trên những chiếc điện thoại cục gạch có màu đã được nâng cấp về mặt số lượng. Nhìn chung thì game của thời kỳ cục gạch đa phần đều khá đơn giản do hạn chế về mặt thiết bị. Tuy nhiên không thể phủ nhận được với gameplay cực kỳ tối giản và đồ họa cũng chẳng đẹp đẽ gì. Thế nhưng những tựa game trên những chiếc điện thoại cục gạch không chỉ là rắn săn mồi mà còn là xếp hình rồi bounce đều có một khả năng gây nghiện cực mạnh và có giá trị chơi đi chơi lại cao. Đó là lý do cho việc những tựa game này bây giờ vẫn được rất nhiều thế hệ nhớ tới. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2010, một ngày mà đối với tôi chính là cột mốc đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của một con mọt game mobile như tôi. Đó chính là ngày mà Steve Jobs cho ra mắt một thiết bị thần thánh có tên iPhone 4. Thế nhưng mẹ tôi lại không chọn mua iPhone 4 mà phải tận hơn một năm sau. Bà mới mua một chiếc 4S màu trắng vì bà không thích màu đen của iPhone 4. Tôi gọi đây là cách mà mẹ tôi phân biệt chủng tộc và tôn sùng da trắng. Sau một thời gian rất dài, chỉ chơi một tựa game có đồ họa là một con rắn nhưng nhìn lại giống con trung tình, thì lần đầu tiên tôi bước vào thế giới game trên iPhone. Tôi cảm tưởng rằng mình đang được bước vào thế giới công nghệ hiện đại đến từ thế kỷ 22 của Doraemon vậy. Từ chiếc điện thoại cụm gạch với bàn phím cơ với màn hình đen trắng pixel, tôi bỗng chốc được nhảy vọt lên một chiếc điện thoại với màn hình cảm ứng vuốt vuốt kéo kéo, đầy màu sắc rực rỡ và sắc nét. Đây cũng là thời kỳ mà có rất nhiều những tựa game tuyệt vời được ra đời như Angry Birds, Temple Run, Fruit Ninja, Jetpack Joyride, Cut the Rope, Waste My Water, rồi My Talking Tom. Hồi ấy đối với tôi, chiếc iPhone 4S không phải là một chiếc điện thoại mà là một thiết bị console chơi game vô cùng đỉnh cao. Mấy cái Game Boy hay PS2 đều là tuổi tôm so với chiếc iPhone 4S của mẹ tôi. Mẹ ơi, mẹ cho con mượn điện thoại của mẹ chơi game nha. Học hành không lo học, suốt ngày lo chơi game. Chơi game có giúp mày học giỏi hơn được không? Mẹ yên tâm, con nhìn trước được tương lai rồi. Mai này lớn lên con sẽ kiếm tiền bằng game. Bây giờ con chơi game là cách để chuẩn bị cho nghề nghiệp sau này.
Meanwhile. Nhắc tới những tựa game ở thời kỳ hoàng kim này mà không nhắc tới Flappy Birds thì quả là một thiếu sót. Một tựa game made in Việt Nam đầu tiên đứng top tại cửa hàng ứng dụng của App Store và trở thành cơn bão toàn cầu. Cả thế giới đều như phát điên vì một con chim ngu đần không biết bay. Thôi cũng thế. Không có gì phải buồn em. Mình có thực lực mới buồn, có không có thực lực thì làm sao phải buồn. Chờ mãi mới được 15 điểm, lại mang điện thoại ra flexing với lũ nhóc trong xóm. Ê tụi mày, nhìn này, tao vừa đạt được 15 điểm trên Flappy Bird, giờ tao là đại bàng khu này. Non. Lý do cho việc tôi gọi game mobile ra đời trong khoảng thời gian này là thời kỳ hoàng kim vì đây là một cuộc đua giữa những nhà phát triển game. Họ đua về việc làm ra một gameplay mới mẻ sáng tạo về phong cách đồ họa, về chất lượng của tựa game. Do đó chỉ những tựa game thực sự hay mới có thể nổi tiếng và được nhiều người biết đến mà không cần bất kỳ chiến lược quảng cáo nào cả. Chính chất lượng của tựa game sẽ giúp nó nổi tiếng. Và cũng chính những tựa game được ra đời tại thời kỳ này đã mở ra một kỷ nguyên mới cho những tựa game mobile và cũng chính là nền tảng mà nhiều tựa game mobile được phát hành sau này học hỏi. Lớn hơn một chút, ngoài việc được cấp quyền được xác nhận là công dân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng cách làm chứng minh nhân dân, tôi còn được cấp một quyền khác, chính là quyền tự chủ về việc sử dụng điện thoại di động. Lý do cho việc tại sao tôi lại phải cần Internet đến mức xài 3G trong chính ngôi nhà của mình chính là vì tôi bắt đầu nghiện game online trên điện thoại. Và thời điểm ban đầu của những tựa game online trên điện thoại, có thể nói đa phần chất lượng của chúng khá ổn, từ những tựa game quốc tế như Summoner Wars, Honkai Impact, đến những tựa game quen thuộc hơn như Liên Quân, Mobile Legends Bang Bang, Vainglory. Những tựa game được làm ra cho người chơi một cảm giác chất lượng cao mà không bắt người chơi phụ thuộc vào việc hiến tế máu để có chỗ đứng trong game. Đây cũng là thời điểm mà một đứa mê game như tôi tối nào cũng lén lút trùm mền kín đầu để chơi game xuyên đêm. Và cũng từ lúc này, tôi bắt đầu luyện được cho mình rất nhiều nhẫn đạo đáng gờm. Tuy nhiên, khi những nhà làm game đánh hơi thấy được mảnh đất vô cùng màu mỡ của thị trường game online, cũng là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Vô vàn những tựa game online mì ăn liền thể loại nhập vai MMORPG được làm ra, chỉ có mục đích là hút máu game thủ với một công thức chung là phát hành game, kích game thủ đua top, mở nhiều server mới liên tục, game thủ tiếp tục đua top server mới, giảm số lượng người chơi, game đóng cửa, phát hành một game mới. Và tôi, một game thủ từng là nạn nhân của những tựa game này đã bỏ không biết bao nhiêu tiền vào việc đua top để thỏa mãn hư vinh nhất thời và sau đó nhận ra rằng việc mình đua top cứ như là mình làm từ thiện vậy. Tuy nhiên thay vì giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, tôi lại giúp đỡ cho tư bản. Thế, lần này mình chỉ chơi game cho vui thôi, nạp nữa mình sẽ là con chó. Cá không ăn muối, cá ươn, con nghe lời mẹ, nạp lần đầu đi con. Ngoài ra, không chỉ có những tựa game đua top server mới có vấn nạn hút máu, ngay cả ở những tựa game tưởng chừng như là được làm ra để ưu tiên kỹ năng của người chơi và sự cân bằng trong game cũng biến thành một miếng băng vệ sinh siêu thấm. Tôi sẽ không tiện nói thẳng tên tựa game đó ra ở đây đâu, vì tôi nghĩ chẳng ai biết đó là Free Fire. Nếu có một ngọn lửa nào vĩnh cửu không tắt, đó là Free Fire. Nhìn chung thì những tựa game online hiện nay trên mobile đa phần đều được làm một cách cầu thả, từ gameplay tới đồ họa, thậm chí là nhiều nhà phát hành không có tâm, còn hay mua đại một số tựa game rẻ rách nào đó từ Trung Quốc và phát hành tại Việt Nam, chỉ với mục đích bào tiền game thủ trong thời gian ngắn hạn, rồi sau đó đóng cửa tựa game đó vĩnh viễn. Điển hình nhất chính là chuỗi series game MU trên di động, từ một huyền thoại game tuổi thơ trên PC, bỗng nhiên tựa game này trở thành một trò hề giống như một câu lạc bộ bóng đá cùng tên nào đó. Nói đi thì cũng phải nói lại, không phải bất kỳ tựa game online nào bây giờ chất lượng đều kém. Có một số tựa game được làm ra khá chỉn chu như Genshin Impact, Tốc Chiến Liên Quân. Thế nhưng làm game cho hay thì cũng chỉ có một mục đích là lấy tiền của người chơi thôi. Được cái là bỏ tiền ra cho mấy tựa game này thì cảm giác mình thượng đẳng hơn và bớt phí phạm hơn là những tựa game online rác. Sau khi trải qua giai đoạn trẻ trâu mê đắm những tựa game mobile, tôi bắt đầu đi làm. Và mấy ông biết đấy, tôi đã gia nhập vào một tổ chức vô cùng hắc ám và nguy hiểm, có tên là Mi Game. Tôi bắt đầu tập trung vào những game trên PC hay console hơn và không còn dành quá nhiều thời gian của mình cho những game mobile nữa.
cho tới một ngày, tôi bắt gặp những video quảng cáo về những tựa game mobile ngập tràn trên khắp các nền tảng từ YouTube qua tới Facebook. Hắn không trả tiền. What? Toàn là hàng giả. Điểm chung của những quảng cáo này chính là nó đều nhảm nhí, lố lăng và vô cùng thiểu năng. Thế nhưng chính nhờ cái sự ngu đần độn của những đoạn quảng cáo này đã kích thích trí tò mò của tôi, khiến tôi tải chúng về chơi thử. Double, game như cái double, xóa game, tốn thời gian. Mấy con game này khiến cho tôi như được ngược về quá khứ, quay trở về với những tựa game thời kỳ đồ đá. Không phải vì chúng mang cảm giác gây nghiện như những tựa game thời kỳ đồ đá, mà là vì những tựa game quảng cáo rác này cũng đơn giản về gameplay lẫn đồ họa, hay tóm thẳng ra là nghèo nàn. Những tựa game thời kỳ đồ đá tối giản về gameplay lẫn đồ họa vì giới hạn về mặt thiết bị. Thế nhưng tại sao ở cái thời đại công nghệ phát triển như bây giờ, các thiết bị di động ngày càng phát triển thì những tựa game mobile lại ngày càng tiến hóa lùi? Khởi nguồn cho sự tha hóa của game mobile này, tôi nghĩ tất cả là do con chim ngu đần không biết bay mà tên Flappy Bird kia. Chính nhờ tựa game này mà những nhà phát triển game indie mới nhận thấy rằng việc kiếm trác thông qua game mobile rất dễ dàng. Người chơi không cần đòi hỏi một tựa game gì quá cao siêu hay đồ họa quá đẹp, chỉ cần một gameplay tối giản và đồ họa còn tối giản hơn là đã có thể bỏ được rất nhiều tiền vào túi. Tuy nhiên, việc khiến tôi ghét những tựa game này không phải nằm ở gameplay thiểu năng của nó mà là ở đây. Nền văn minh đầu là mạnh nhất trong lịch sử. Cậu mới chơi ROK mới được một tuần thôi mà đã có tới 8 triệu điểm sức mạnh rồi. Chào các ba mới, vào đội của tôi không? Tôi vừa đạt 1 triệu điểm sức mạnh. Những nhà phát triển game này không chỉ lừa đảo người chơi ở những video quảng cáo mà còn lừa người chơi ngay cả khi vào game. Tất cả những gì mà họ làm chỉ là làm một con game hời hợt, sau đó gắn thịt quảng cáo và bắt người chơi phải coi chúng nếu như muốn chơi game. Nó thực sự ảnh hưởng tới quá trình chơi game của tôi rất nhiều. Game đã chẳng ra cái gì mà còn rất biết cách làm phiền người chơi. Quảng cáo phiền vãi nồi, đã thế bố đề tắt luôn mạng chơi game cho biết. One hour later. Chơi vậy đủ rồi, mở mạng lại thôi. Chơi vậy đủ rồi, mở mạng lại thôi. Ta không nên buồn, và không có gì phải buồn, thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi. Như vậy thì rốt cuộc điều mà tôi muốn nhắn nhủ với anh em trong video này là gì? Là mấy ông có thấy mấy cái quảng cáo game rác thì đừng tải. Cứ gợi ý cho Mi Game tôi để tôi làm chuột bạch review cho anh em chơi trước. Mình tôi hy sinh để anh em sung sướng là được rồi. Ok, và đó là Mi Game vẽ số thứ 2. Anh em có thích Mi Game tôi làm những video như này không? Không thích cũng phải thích, vì tôi cũng sẽ tiếp tục series này vòng thứ 6 cuối cùng của mỗi tháng nha. Anh em nhớ đặt lịch để hóng tiếp Mi Game vẽ số thứ 3. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tại các video tiếp theo nha. Bye bye!